Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 17. Người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasse, vì người là con đầu lòng của Joseph, con Maki, con đầu lòng của Manasse và cha của Galaad, bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Galaad và Bashan. Người ta bắt thăm cho các con khác của Manasse tùy theo những họ hàng của chúng: về con cháu Abiese, về con cháu Helek, về con cháu Adriel, về con cháu Shechem, về con cháu Hefe, về con cháu Shemida. Đó là các con trai của Manasse, cháu Joseph, tùy theo những họ hàng của chúng. Và Selophat, con trai của Hefe, cháu của Galaad, chắt của Maki, chít của Manasse, không có con trai, chỉ có con gái tên là Matla, Noa, Hotla, Minka và Thiệt-sa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eleasa, trước mặt Josue con trai Nun và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Josue vâng mạng của Đức Giê-hô-va, bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy 10 phần bắt thăm trúng cho Manasse, trừ ra xứ Galaad và Bashan ở bên kia sông Giô-đanh, vì các con gái Manasse có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người, còn xứ Galaad thuộc về các con trai khác của Manasse. Giới hạn của Manasse từ Ashe đến Mít-mê-thác đối ngang Shechem, rồi chạy đến Yamin về lối dân En-tháp-bu-ách. Xứ Tháp-bu-ách thuộc về Manasse, nhưng thành Tháp-bu-ách gần bờ cõi Manasse thì thuộc về người Ephraim. Từ đó, giới hạn chạy xuống phía nam khe Cana. Các thành đó ở giữa các thành Manasse đều thuộc về Ephraim. Giới hạn Manasse ở về phía bắc của khe và giáp biển. Phần ở hướng nam thuộc về Ephraim, phần ở hướng bắc thuộc về Manasse, còn biển dùng làm giới hạn. Hai phần này giáp Ashe về phía bắc và Isaka về phía đông. Trong địa phận Isaka và Ashe, Manasse cũng được Bethshean và các thành địa hạt, Gibleam và các thành địa hạt, dân cư của Dorơ và các thành địa hạt, dân cư của Endorơ và các thành địa hạt, dân cư của Tha-anát và các thành địa hạt, dân cư của Megiddo, các thành địa hạt nó và ba cái đồng cao. Con cháu Manasse chẳng đuổi được dân các thành ấy, vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thạnh, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, song chẳng đuổi chúng nó được hết. Vả, con cháu của Joseph nói cùng Josue rằng: Chúng tôi đã thành một dân đông, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy, tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp? Giô-suê đáp: Nếu các ngươi đông như vậy và núi Ép-ra-im rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên khai phá rừng, đặng làm một chỗ ở cho mình trong xứ dân Phê-rê-xít và dân Rê-pha-im. Nhưng con cháu Giô-sép đáp rằng: Núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng, hết thảy dân Ca-na-an ở đó, dân Bê-sê-an và người ở các thành địa hạt nó, luôn những người ở trong trũng Gít-rê-en đều có thiết xa. Giô-suê bèn nói cùng nhà Joseph, tức là Ephraim và Manasse mà rằng: Ngươi là một dân đông có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi, nhưng núi sẽ thuộc về ngươi, dầu là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dầu chúng nó có thiết xa và là cường thạnh. Chương 18. Cả hội chúng dân Israel nhóm hiệp tại Silo và lập hội mạc tại đó, xứ đều phục trước mặt họ.
nhưng trong dân Israel còn lại 7 chi phái mà người ta chưa phân phát phần sản nghiệp cho. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng: các ngươi lần lửa cho đến chừng nào không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi, hãy chọn từng chi phái 3 người rồi ta sẽ sai đi. Các người này sẽ đứng dậy đi khắp xứ, lấy địa đồ để phân chia, rồi sẽ trở về cùng ta. Họ sẽ chia xứ làm 7 phần. Giu-đa sẽ ở trong giới hạn mình nơi miền Nam, còn nhà Giô-sép ở trong giới hạn mình nơi miền Bắc. Vậy, các ngươi hãy lấy địa đồ của xứ làm 7 phần, đem về đây cho ta, rồi ta sẽ bắt thăm cho các ngươi tại đây trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng không có phần cho người Lê-vi tại giữa các ngươi, bởi vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của các người đó. Còn Gác, Ru-bên và phân nửa chi phái Ma-na-xe đã lãnh phần sản nghiệp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho họ ở bên kia sông Giô-đanh về hướng đông. Vậy, các người ấy đứng dậy đi. Giô-suê truyền lệnh cho các người đi đặng lấy địa đồ của xứ mà rằng: hãy đi khắp xứ lấy địa đồ, rồi trở về cùng ta. Ta sẽ bắt thăm tại đây cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va ở Si-lô. Các người ấy bèn đi khắp xứ, vẽ địa đồ trên một quyển sách chia làm 7 phần, tùy theo các thành, rồi trở về cùng Giô-suê ở trại quân tại Si-lô. Giô-suê bèn bắt thăm cho chúng tại Si-lô trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại đó, Giô-suê chia xứ ra cho dân Israel tùy theo các chi phái của họ. Thăm trúng nhầm chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng và địa phận mà thăm chỉ định, ở nhầm giữa chi phái Giu-đa và chi phái Giô-sép. Giới hạn của Benjamin về phía bắc chạy từ Giô-đanh đi lên phía sau Jericho về hướng bắc, đoạn bò lên núi rồi giáp đồng vắng Bết Aven. Từ đó giới hạn đi ngang sau lưng Lu-sơ, cũng gọi là Bê-tên, tại phía nam, rồi chạy xuống Atarot-Ada ở gần núi về phía nam Bết-Horon dưới. Giới hạn giăng vòng từ phía tây về hướng nam, tức từ núi đối ngang Bết-Horon về phía nam, rồi giáp Kiriat Ba-an, tức là Kiriat Ye-arim, thành của người Giu-đa. Đó là miền tây. Miền nam khởi từ đầu Kiriat Ye-arim, giới hạn cứ chạy về phía tây thẳng đến suối nước Nep-thô-ách, rồi nó xuống đến đuôi núi nằm ngang trũng con trai Hinnom ở trong trũng Rephaim tại phía bắc. Nó chạy xuống dọc theo trũng Hinnom ở sau lưng Jebusit về phía nam, đoạn xuống đến En-rogen. Giới hạn chạy về hướng bắc đến En-shemet, từ đó thẳng về Gelilot ở đối ngang dốc Adumim, rồi chạy xuống đến hòn đá Bohan là con trai Ruben. Đoạn nó đi ngang Araba về hướng bắc và chạy xuống Araba. Giới hạn liền đi ngang qua phía sau Bết Hotla về hướng bắc, rồi giáp phía biển mặn về hướng bắc ở đầu phía nam của sông Giô-đanh. Đó là giới hạn về phía nam. Về phía đông, nó giáp sông Giô-đanh. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin và giới hạn về bốn phía tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành của chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng là Jericho, Bet-Hogla, Emek-Keshit, Bet-Araba, Semaraim, Beten, Avim, Phara, Opra, Kepha-Amonai, Opni và Geba. Hết thảy 12 thành và các làng của nó: Gabaon, Rama, Be'erot, Mitbe, Kephira, Moksha, Rekem, Yet-Be'en, Thare-Ala, Sela, Elep, Yebu, tức là Jerusalem, Gibeah, Kiriah, hết thảy 14 thành với các làng của nó. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng. Chương 19. Phần đất thứ nhì bắt thăm trúng về chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của chi phái này ở giữa sản nghiệp người Giu-đa. Chi phái Simeon có trong sản nghiệp mình Be-e-sê-ba, Sê-ba, Mô-la-đa, Hát-sa-sư-anh, Ba-la, Ê-sem, En-thô-lát, Bê-thu, Họt-ma, Xít-lát, Bết-ma-ca-bốt, Hát-sa-su-sa, Bết-lê-ba-ốt
và Searuchen, hết thảy 13 thành cùng các làng của nó. Ain, Rimmon, Ethe và Ashan, hết thảy 4 thành cùng các làng của nó, luôn hết các làng ở chung quanh những thành ấy, cho đến Balak Be, tức là Rama ở miền nam. Đó là sản nghiệp của chi phái Simeon, tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của người Simeon vốn chiếc ở phần đất của người Juda, vì phần của người Juda lấy làm lớn quá. Vậy, người Simeon có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ. Phần đất thứ ba bắt thăm trúng về người Sabulon, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ chạy đến Sarit, giới hạn đi lên hướng tây về lối Mareala và đụng Đáp Sebet, rồi đến khe đối Dốc Neam. Từ Sarit nó vòng qua hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc, trên giáp giới Kitlot Thabo, đoạn đi về hướng Đáp Rác và lên đến Jafia. Từ đó nó chạy về hướng đông đến Gác Hefe và Ết Cát Sin, mở dài thêm về lối Nea mà đến Rimmon. Đoạn giới hạn vòng lên phía bắc về lối Hanathon, rồi giáp trũng Díp Thách En. Lại còn có thành Cát Tác, Nahala, Shimron, Yideala và Bethlehem, hết thảy 12 thành với các làng của nó. Các thành này cùng các làng của nó ấy là sản nghiệp của người Sabulon, tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ tư bắt thăm trúng về con cháu Isaka, tùy theo họ hàng của chúng. Giới hạn của chúng chạy đến Gitreen, Kesulot, Shunem, Hapharaim, Sion, Anacharat, Rabit, Kishion, Ebet, Remet, Enganim, Enhada và Bet-Phát-Sết. Kế giới hạn đụng Thabo, Sa-chát-Sima và Bet-Semet, rồi giáp sông Giô-đanh, hết thảy 16 thành với các làng của nó. Các thành này cùng những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Isaka, tùy theo họ hàng của chúng. Phần thứ năm bắt thăm trúng về chi phái A-xe, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn họ là Hên-cát, Hali, Bê-ten, Ác-sáp, A-lam-mê-lét, A-mê-ác và Mi-xê-anh. Hướng tây nó đụng Cạc-mên và khe Líp-nát, rồi vòng qua phía mặt trời mọc về lối Bết-đa-gôn, đụng Sa-bu-lôn và trũng Díp-thách-ên ở về phía bắc Bết-ê-mét và Nê-i-ên, đoạn chạy về phía tả Kabul, về Ebron, Rehob, Hamon và Cana, cho đến thành lớn Sidon. Giới hạn lại vòng về Rama, cho đến thành kiên cố Tyre, đoạn chạy hướng Hosa, rồi giáp biển tại miền Aksip. Lại còn có Uma, Afet và Rehob, hết thảy 20 thành cùng các làng của nó. Các thành này và những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái A-xe, tùy theo các họ hàng của chúng. Phần thứ sáu bắt thăm trúng về con cháu Nephtali, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của họ chạy từ Helep, từ cái dẻ bột ở tại Sanaim về lối Adami-Nekep và giáp Ne-en, cho đến Lạc Cung, rồi giáp sông Giô-đanh. Kế giới hạn vòng về hướng tây, đi đến Adnot-Thabo, rồi từ đó chạy về Hục Cốc. Phía nam giáp Sabulon, phía tây giáp A-xe và Juda, còn phía mặt trời mọc có sông Giô-đanh. Các thành kiên cố là Sidim, Serer, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hakso, Kede, Edrei, En-Hakso, Yireon, Middaen, Horem, Bet-Anak và Bet-Shemet, hết thảy 19 thành cùng các làng của nó. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Nephtali, tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ bảy bắt thăm trúng về chi phái Dan, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn sản nghiệp họ gồm Sorea, Ethaon, Yết-Shemet, Salabin, Ayalon, Gitla, Elon, Thimnatha, Ekron, Entheke, Gibethon, Balak, Yehud,
Bene Berak, Gác Rimon, Mê Giạc Côn và Ra Côn với đất đối ngang Gia Phô. Và địa phận của người Đan là ra ngoài nơi mình, vì người Đan đi lên đánh chiếm lấy Lê Xem rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người Đan chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó và lấy tên Đan, tổ phụ mình, đặt cho Lê Xem. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Đan, tùy theo những họ hàng của chúng. Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Israel lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Giô-suê, con trai của Nun. Dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va, cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành Thiếp-nát-xê-rách trong núi Ê-phra-im. Người xây thành và ở tại đó. Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê, con trai của Nun, và các trưởng tộc của những chi phái dân Israel bắt thăm phân phát cho tại Si-lô, ở cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, họ chia xong xứ là như vậy. Thi Thiên 75. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa, chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. Khi ta đến thì giờ đã định, thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn ta đã dựng lên các trụ nó. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng, chớ ở cách kiêu ngạo, lại nói cùng kẻ ác rằng, chớ ngước sừng lên. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay là từ phương Nam mà có sự tôn cao đến, bèn là Đức Chúa Trời đoán xét. Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha. Ngài rót nó ra, thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy và uống nó. Xong, tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Chương 9. Ngài kêu lớn tiếng trong lỗ tai ta rằng, khá khiến những kẻ cai trị thành này hãy đến gần. Ai nấy khá cầm khí giới hủy diệt trong tay mình. Và này, có 6 người từ cửa trên về phía bắc mà đến, mỗi người cầm khí giới giết lát trong tay. Giữa bọn họ có một người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực. 6 người bước vào, đứng bên bàn thờ bằng đồng. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bằng dấy lên khỏi Cherubim là nơi thường ngự mà đến ngạch cửa nhà. Đức Giê-hô-va gọi người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực mà phán rằng, hãy trải qua giữa thành, tức giữa Jerusalem, ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành này. Rồi Ngài phán cùng những người kia cách như cho tôi nghe rằng, hãy qua trong thành đằng sau nó và đánh, mắt ngươi chớ đoái tiếc và đừng thương xót. Nào già cả, nào trai trẻ, nào gái đồng trinh, nào con nít đàn bà, hãy giết hết. Nhưng chớ lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu và khá bắt đầu từ nơi thánh ta. Vậy, các người ấy bắt đầu từ các người già cả ở trước mặt nhà. Ngài lại phán cùng họ rằng, hãy làm ô uế nhà, làm cho xác chết đầy dẫy các hành lang. Hãy ra. Họ bèn ra và đánh trong thành. Trong khi họ đánh thì ta ở lại một mình. Ta bèn ngã sấp mặt xuống và kêu lên rằng, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, Chúa hầu đổ cơn giận trên thành Jerusalem mà diệt hết thảy dân sót của Israel hay sao? Ngài phán rằng, sự gian ác của nhà Israel và của Juda lớn quá lắm thay. Đất đầy những máu, trong thành đầy sự trái phép. Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này, Đức Giê-hô-va chẳng thấy chi hết. Về phần ta, mắt ta cũng chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót. Ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Này, người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực, đến trình việc rằng, tôi đã làm
y như lời Ngài truyền. Chương 10. Ta nhìn xem, này, trên vòng khung giang ra trên đầu các cherubim, có vật gì như là đá bích ngọc, hình trạng như hình cái ngai. Ngài bèn phán cùng người mặc vải gai rằng, hãy vào trong các khoảng bánh xe quay chóng ở dưới cherubim, khá từ giữa các cherubim, lấy những thang lửa đỏ bỏ đầy cả hai tay ngươi, rồi rải ra trên thành này. Người ấy vào nơi đó trước mặt ta. Khi người vào, thì các cherubim đứng bên hữu nhà, mây đầy hành lang trong. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ cherubim, đứng nơi ngạch cửa nhà. Nhà đầy mây và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Giê-hô-va. Tiếng của những cánh cherubim vang ra đến hành lang ngoài, giống như tiếng của Đức Chúa Trời toàn năng khi Ngài phán. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho người mặc vải gai rằng, hãy lấy lửa từ giữa khoảng các bánh xe quay chóng giữa các cherubim, thì người vào và đứng bên một bánh xe. Rồi một cheru từ giữa các cherubim giơ tay ra đến lửa giữa các cherubim và lấy lửa đem đặt vào tay người mặc vải gai. Người này tiếp lấy rồi thì ra. Vả, nơi dưới cánh các cherubim có tỏ ra hình một cái tay người. Ta còn nhìn xem, này, có bốn bánh xe kề bên các cherubim, một bánh xe kề một cheru và một bánh xe khác kề một cheru khác. Hình trạng những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Theo như hình trạng các bánh xe ấy, bốn cái có đồng, một hình như một bánh xe ở trong bánh xe. Khi chúng nó đi tới, đều đi bốn phía mình. Khi đi, chẳng xây lại. Tùy theo cái đầu hướng về bên nào, thì chúng nó đi theo. Khi đi, chẳng xây lại. Cả mình các cherubim, lưng, tay, cánh, bánh xe, khắp chung quanh đều đầy những mắt, tức các bánh xe mà bốn cherubim ấy có. Bây giờ, ta nghe gọi bánh xe ấy là bánh xe quay chóng. Mỗi cheru có bốn mặt. Thứ nhất là mặt cheru, thứ nhì mặt người, thứ ba mặt sư tử, thứ tư mặt chim ưng. Đoạn, các cherubim dấy lên. Ấy là vật sống mà ta thấy trên bờ sông Kê-ba. Khi các cherubim đi, thì các bánh xe đi kề chúng nó. Khi các cherubim xòe cánh để dấy lên khỏi đất, thì các bánh xe không quay khỏi bên chúng nó. Khi các cherubim dừng lại, các bánh xe cùng dừng lại. Khi dấy lên, cùng dấy lên, vì thần của vật sống ấy ở trong các bánh xe vậy. Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các cherubim. Các cherubim xòe cánh dấy lên khỏi đất mà ra trước mắt ta, và các bánh xe ở kề nó. Chúng nó dừng nơi lối vào cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ở trên chúng nó. Ấy đó là vật sống mà ta thấy dưới Đức Chúa Trời của Israel trên bờ sông Kê-ba, và ta biết nó là cherubim. Mỗi cheru có bốn mặt và bốn cánh, dưới cánh có hình như tay người. Về phần hình trạng của các mặt nó, ấy là những mặt mà ta thấy trên bờ sông Kê-ba, cả hình trạng và chính mình chúng nó, và chúng nó đều đi thẳng tới trước. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.